Sau ảnh hưởng bão số 12, mặc dù nằm xa tâm bão nhưng Đà Nẵng vẫn có gió mạnh và mưa rất to, đã làm hư hỏng một số công trình trang trí đón APEC. Hiện nay, toàn thành phố đang dốc hết sức khắc phục hậu quả để trang hoàng lại các tuyến phố, tạo cảnh quan đẹp mắt trong tuần lễ cấp cao APEC 2017. Hàng chục nghìn tấm băng rôn, pano chào mừng APEC bị hư hỏng vì gió bão quật ngã đã được thay mới hoàn toàn. Các công trình chào mừng APEC cũng nhanh chóng được sửa sang như ban đầu. Tại các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, đông đảo công nhân đang nỗ lực làm việc hết công suất để hoàn thành việc khắc phục hậu quả, sửa sang các bức tường tranh. Từ đêm hôm qua tới giờ là làm tới nói chung là cho tiến độ là đến 2 giờ rưỡi chiều nay là xong. Mình cố gắng triển khai làm cho xong. Với tinh thần toàn thành phố ra quân khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra, Đà Nẵng đang nỗ lực đem những hình ảnh đẹp nhất, khang trang nhất để tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế dịp APEC 2017.